Rồi, video này em có một con máy siêu đỉnh nha mấy bác nha, một con ECHO 2501. Mấy bác nghe tiếng máy của nó là sợ luôn về cái độ mạnh của nó. Và bao mấy bác là máy rin, máy chưa bung, máy vip. Em test lên cho mấy bác nghe tiếng máy rồi mấy bác đánh giá nha. Nghe tiếng máy nó chưa, cực kỳ đỉnh nghe mấy bác nha. Bên em bán con này đúng 1,3 triệu, mấy bác mua đi không bao giờ sai lầm, khẳng định luôn. Đấy, ECHO Kirit nha, 2501, con này về đổ xăng là nổ, chưa dọn được một cái gì luôn. Nghe thiệt. Đi sâu vô cho mấy bác coi con máy nó đỉnh cỡ nào, muốn test máy trước cho mấy bác coi cho nó cụ thể. Thì đây là một con ECHO 2501, bao mấy bác là rin nha, bao rin ECHO đẹp chưa. Con máy của người ta về đổ xăng là nổ nha, cái nấm này rin luôn. Đấy, nhưng mà bao máy rất là chất, 1,3 triệu con này nha mấy bác nha. Tí ống này nó rất là to đó, nó thuộc 25 á. Rồi, còn tâm này tâm rời. Máy này thì khỏe rồi, máy này thì khỏe vô địch. Dòng này nồi đồng cối đá của ECHO Kirit nha. Đấy. Gà bóp. Mấy bác ưng gà giữ thì em có gà giữ luôn. Rồi, ok mấy bác nha. Quá đỉnh cho một con ECHO. Đây, mã số series. Make in Japan này. Con này máy chất lắm nghe mấy bác nha. Đấy, số series của nó là 899 đuôi. ECHO Kirit Make in Japan. Nồi đồng cối đá. Rồi, thì không có gì, em thì chỉ quảng cáo được vậy thôi. Được một cái máy đẹp thì đăng lên để mọi người mua. Bao mọi người máy rất là ngon, con này thì ngon cực kỳ rồi. Bác nào sở hữu được nó, mấy bác nghe tiếng máy nó là hiểu rồi. Vòng tua nó lên cỡ vậy mà lấy gì mà không ngon. Quan trọng mấy bác mua hay không thôi. Chị em bao là bao con máy cực kỳ chất rồi. Con này rất là ngon nha mấy bác nha. Mấy bác đừng nhầm tưởng nó. Đó là nói thiệt. Hơi này. Thấy không? Thấy không? Đó, rồi, ok. Đó, mua được thì alo, em bán cho. ECHO Kirit 2501, 1,3 triệu nghe mấy bác nha. Con này rất là rẻ, mấy bác nên mua đi, em khẳng định luôn. Người ta toàn bán 1,7, 1,8, bên em bán chỉ có 1,3 triệu thôi. Chế Make in Japan này. Về đổ xăng là nổ nha. Khẳng định luôn, không có nữa đâu nghe mấy bác nha. Kênh em bán cực kỳ rẻ, những con máy cắt cỏ. Đây, cái tem giấy này còn luôn này. Đấy. Lỡ lột rồi. Rồi, bỏ luôn. Rồi, ok mấy bác nha. Rất đơn giản. Rồi, bên em mua bán là phải cọc nha mấy bác nha. Rồi, cố gắng mua được con này thì bao mấy bác xài tẹt ra.